chiến sĩ dân quân thường trực Khổng Huỳnh Tiến Đạt thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã từng có một tuổi thơ dữ dội. Vắng bóng cha, năm 12 tuổi thì mồ côi mẹ, Đạt phải sống nhờ sự chăm sóc của cha xứ và các sơ nhà thờ Phú Hạnh. Sang tuổi 17, Đạt tự lập đi làm kiếm sống và hoàn thành chương trình phổ thông trung học. Sau đó em tình nguyện tham gia lực lượng dân quân thường trực phường 7. Được sự quan tâm của Ban Chỉ huy Quân sự quận, sự giúp đỡ hỗ trợ kinh phí của lãnh đạo phường, Đạt đang theo học năm 2 Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã được nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ Ban Chỉ huy Quân sự phường cũng như Ban Chỉ huy Quân sự quận và các đoàn thể. Ban Chỉ huy tạo điều kiện cho tôi được đi học, tiếp tục học và cũng như là vào các dịp lễ Tết thì nhận được sự quan tâm ưu ái từ Ban Chỉ huy. Từ đó tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Điều này tạo động lực cho tôi có thể được học tập và phấn đấu tiếp tục phát triển và hoàn thiện bản thân của mình. Tôi xin hứa sẽ cố gắng hơn trong thời gian sắp tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chiến sĩ dân quân thường trực Nguyễn Quốc Tịnh, Ban Chỉ huy Quân sự phường 4 cũng có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Cha mẹ mất sớm, Tịnh ở với bà nội và cô ruột. Nay bà em đã ngoài 80 tuổi, sống bằng lương hưu gần 4 triệu đồng một tháng. Thấu hiểu, chia sẻ sự thiệt thòi của Tịnh, Ban Chỉ huy Quân sự quận đã gửi đến gia đình em món quà xuân ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự quận đối với cán bộ chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh khó khăn. Tôi rất là cảm xúc ở trên quận, với phường đã giúp đỡ và xuống động viên cho cháu nó nên người. Thì tôi rất là cảm ơn. Tôi chưa bao giờ mà tôi thấy là tôi ngồi đây mà có ai tới mà hỏi thăm tôi như vậy hết á. Nhờ các anh các chị ở ngoài đó chỉ dạy cho cháu. Chứ bây giờ tôi ở nhà, tôi già rồi. Thành ra tôi giờ nhờ phường, nhờ quận đó giúp đỡ cho cháu nó thôi. Đạt và Tịnh là hai trong số các trường hợp dân quân có hoàn cảnh khó khăn được Ban Chỉ huy Quân sự quận Phú Nhuận vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, trao tặng quà Tết. Với mong muốn để mọi cán bộ chiến sĩ đón Tết no ấm, Ban Chỉ huy Quân sự quận đã tổ chức tìm hiểu, đến thăm, động viên và trao tặng những món quà xuân ý nghĩa đến các gia đình đồng đội. Những nghĩa cử và tình cảm cao đẹp ấy đã tiếp thêm nghị lực để mỗi cán bộ chiến sĩ yên tâm học tập, công tác, cùng gia đình, đồng chí, đồng đội, vui xuân mới, không quên nhiệm vụ.